Bất thì là bất thứ hai là bất là ở Quảng Ngãi thì là hương, môi, đường. Không, bây giờ chủ yếu là những người mà cái tuổi nhất thôi. Dạng như là Phạm Kim Lân vẫn còn đúng không? Tống Anh Hoàng còn đấy đúng không? Hoàng chết rồi. Hoàng chết rồi. À, không nghe được Hoàng. À, Hoàng. À. Rồi ăn cơm hết rồi, em tới sân bay chưa? Hả? À, bây giờ mới bay chuẩn bị bay á. Rồi rồi, anh ra thẳng ra sân luôn nhá. Đồ anh bảo thằng Hồng Hải đem lên rồi. Rồi rồi, ok. Ơi xin. Áo quần giày vớ có hết. Rồi rồi. Quang học chính trị ở Hải Phòng. Nguyễn Thị Quang ấy. Thì hôm nay mới xin phép được bay từ Hà Nội vào thì tới đây là 2 rưỡi tạo thẳng ra sân. Có nào ạ? Thiên Quang. À Thiên Quang. Tức là hôm nay là thế hệ mạng mở rộng. Tức là những anh em đã từng lên tuyển xong các bạn anh làm cũng muốn tuyển. Cơ bản là thế. Rồi, em hỏi tiếp. Thế là những người chết thì có anh Minh chết này. Lứa đấy, lứa quanh này, anh Vinh này. Minh này. Rồi A, Tổng Thiên Hoa. A là Đà Trung Vệ đúng không? Đã, Tiền Đạo Xuân Vương. Tiền Phong Vương đúng không? Phong. Còn anh Bảy là đúng có phải đúng không? Bảy là Tiền Vệ. Tiền Vệ. Thiện chắc nhiều nay cũng đá được 100 phút. Sơn thì ở chắc đá tốt. Sơn thì nếu mà cho đá không đá được 90 phút. Huy Lê, anh Huy đá được không? Anh Huy thì không. Anh Huy hả? Bốn phương có bốn phương, anh đi bổ tim đặt xe. À. Ông vẫn bị cái giai đoạn đấy ông đá được mấy năm? Được 3 năm. 3 năm. Tức là khi ông khi thành lập cái đội gọi là công đoàn giáo dục đấy, công nhân đấy. Huy. Trước năm 78 thì anh đã được giáo dục. Giáo dục của Bình Dinh. Sau năm 78 là đọc được tuyến. Anh Bảy là cũng đáng cái đội đấy đúng không? Rồi. Sau đó là thành lập cái đội. Thành lập đội Nghĩa Bình. Nghĩa Bình. Đấy là lấy từ trên trường giáo dục. Đi giáo dục. Lên trường lên đúng không? Từ sư phạm. Cái đội mà Bắc Mân đã được 3 năm rồi đến nó gọi là tức là đi năm 3, 4 thì ông về Nam Định à? Về Nam Định. Có đội Nhiều Phong Trào mà. Công đoàn giáo dục. Nghĩa Bình là vẫn đá được 1-2 mùa đúng không? Quảng Ngãi 85 vô địch có không mà. Ừ, 85 thì về bên kia thôi. Thế còn anh là nghỉ là sau năm 83 đâu? Đâu, nghỉ là năm 90. Không, nhưng mà cái tay của anh cái là... tay là năm 84. Là bị ra 84 đúng không? À. Em nhớ là có cái thứ nhất là anh đi ra đấy là cái tay của thầy công mà. Đi ra mổ đi khám mà. Lúc mà từ... À, đi gặp chứ hả? Đi... Đội đi vào anh đi ra đúng không? Không, có một lần lúc mà mổ xong thì đi giờ bác Quýnh là cho đi giờ vào. Tức là lúc đi vào lúc mổ rồi. À, mổ rồi. Nhưng anh vẫn chơi được cho đến năm 90 à? Sau đấy là nghỉ tới đúng 1 năm, 85 rồi lại. 87 còn lên đội tuyển thanh niên mà. 87 là đi Nga lần cuối với cái nhóm là chỉnh rồi đấy. Chỉnh không đứa sinh rồi, đứa năm 63 đấy. Đứa sinh năm 63. Anh là năm mấy? Anh là năm mấy hay là 60? 60. Anh là 60 à? Anh Hùng học trên anh năm. Học phổ thông cùng trường ở trên. Đấy, bây giờ mình mới hỏi tự là chiều mà ra sân thì là nhờ cùng với Huy là freestyle thôi. Đúng. Em muốn hỏi đầu quyền quan điểm cái mô hình và tổ chức của anh là thứ nhất là có ban tổ chức thì là anh là ban tổ chức luôn thì rồi thì bây giờ anh muốn nó như thế nào? Thì bây giờ thứ nhất là theo cùng với Huy thì là giới thiệu ra sân thì không hai đội thì đã thành rồi. Tiếng đối với cầu thủ đội tuyển thì mình giới thiệu từng người rồi người ta ra hay là giới thiệu ra đội thì giới thiệu ra